Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một công trình đang thực hiện đổ bê tông. Công trình này của mình là ở quận 8 nha quý vị các bạn. Thì đây là đổ bê tông sàn và hình thức đổ bê tông đó là đổ tay, do trong đây mình là hẻm nhỏ. Thì đây là phối cảnh cũng như là thông tin về công trình của mình ở quận 8. Thì do nhà mình á, đường nhỏ quá không đổ bê tông tươi được nên bắt buộc là phải đổ bê tông tay, và trước đó là anh em phải tập kết các đá xi măng để đủ khối lượng đổ bê tông. Đó quý vị các bạn thấy. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng lên cái sàn của mình để mà mình xem sắt sàn của mình nhé. Thì đây đây là sàn của mình. Thì đối với công ty Tiến Phát số 8, khi mà các đơn vị thi công sử dụng cốt pha tôn để mà đổ sàn thì bắt buộc phải trải bạt. Quý vị các bạn thấy bạt ở trên sàn của mình này, thì công dụng trải bạt để sau khi mà chúng ta tháo ra cốt pha ra thì cái chân của chúng ta nó không bị xấu, nó sẽ phẳng theo bạn nha quý vị các bạn. Thì đây là hiện tại là các anh em đang chuẩn bị các công đoạn cuối để mà đổ bê tông. Thì anh em đang chỉnh sắt, và có quý vị các bạn thấy trên sàn mình có nước, thì tức đây là nước để bảo dưỡng sàn. Sàn mình là gồm sắt 8 và một lớp sắt mũ tăng cường sắt 10 ở trên nha quý vị các bạn. Và các hệ thống ống nước là đã được đặt sẵn chờ để hạn chế chúng ta đục đẽo sau khi đổ bê tông. Và vì do trực hẹp cho nên anh em phải dựng dàn tời ngay ô cầu thang nên không thể đổ ô cầu thang cùng lúc được. Và đây là bắt đầu công tác tiến hành trộn. Thì với bê tông mà chúng ta đạt được để đạt được mát 250 thì công thức trộn của chúng ta là 4 cát và 6 đá cho một bao xi măng. Và quý vị các bạn nào mà có thắc mắc, có câu hỏi thì các bạn giữ lại và anh Vũ sẽ giải đáp trực tiếp cho quý vị các bạn vào 8:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh xây dựng thành phố. Mong quý vị các bạn sẽ lên xem. Và sàn này của mình cũng có phụ gia nha các bạn, quý vị các bạn. Thì sau khi chọn xong, chúng ta bắt đầu là đổ ra bê tông ra từng xô, rồi sau đó chúng ta đưa lên dàn tời. Thì chúng ta tời lên thì các anh em ở trên họ kéo vào đổ ra sàn. Thì đổ bê tông tay thì rất là cực, anh em lúc nào phải tranh thủ và làm sớm. Đây bắt đầu là anh em kéo lên, đã đổ sàn của mình đã đổ được phân nửa rồi nha quý vị các bạn. Thì làm đổ tới đâu chúng ta tiến hành làm mặt sàn tới đó.
Đó, bắt đầu dàn cờ mình kéo lên. Hiện tại công trình này anh em đang sử dụng là tời mình là tời bấm, nó an toàn. Đó, chiết ra để nhẹ và đi đổ xa các cấu kiện xa được. Đây quý vị các bạn thấy chúng ta cũng đã đặt một đường ống âm sàn trước. Và quý vị các bạn nào có câu hỏi thì anh Vũ xin nhắc lại là anh Vũ có live stream vào 8:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh xây dựng nhà phố. Quý vị có thể hỏi trực tiếp anh Vũ ở trên đó nhé. Sàn bê tông này của mình thì tầm khoảng 35 bao nha quý vị các bạn. Đấy, chúng ta cứ tời lên rồi đổ ra, đặc biệt là các cấu kiện dầm đà thì chúng ta dùi. Và chúng ta cứ làm như vậy, đổ bao quát xung quanh cái nhà rồi chúng ta đổ, bắt đầu đổ khu vực ngay chỗ chúng ta kéo bê tông lên là xong. Đây là sàn của mình sau khi đổ xong nha quý vị các bạn. Và cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những clip sau. Xin chào ạ. We'll be right back.